thực tập lâm sàng ở các bệnh viện về thì hiện giờ thì các bạn chưa có lên nhiều á, thế nên là tầm khoảng 10 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học ha.
Chào các bạn. Các bạn có nghe thấy cô nói gì không? Check qua cái mic một chút nha. Alo. Nếu mà các bạn nghe thấy thì các bạn phản hồi lại. Có Giờ bọn em có nghe thấy à? Giờ cảm ơn bạn. Rồi, chào các bạn. Cô là thạc sĩ Nguyễn Linh Phương thuộc bộ môn tổ chức quản lý y tế. Thì hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bạn cái nội dung về cái bài là kỹ năng làm việc với cộng đồng. Thì ở bài học này á, thì mục tiêu của bài học thì sau khi mà học xong thì sinh viên có thể trình bày được các cái vai trò của cộng đồng trong các cái hoạt động phát triển cộng đồng. Rồi cái thứ hai, mục tiêu thứ hai đó là trình bày được các cái kỹ năng khi mà mình làm việc với cộng đồng thì như thế nào. Cái thứ ba là các cái thái độ mà cần có khi làm việc với cộng đồng ra sao. Thì khi mà bắt đầu vào với bài học hôm nay ấy, thì mình cũng có thể trao đổi thảo luận một chút. Các bạn học bài sức khỏe cộng đồng rồi của thầy Nguyên rồi, thì các bạn có thể chia sẻ xem là tại sao mà mình phải làm việc với cộng đồng không? Ví dụ như là mình là bác sĩ lâm sàng chẳng hạn, và mình sẽ là điều trị cho bệnh nhân, rồi thì tại sao mình lại phải làm việc với cộng đồng? Hoặc là có bạn nào nghĩ rằng là ví dụ sau này tôi có làm với cộng đồng thì tôi cũng là những người có chuyên môn rồi, là chuyên gia rồi, thì tại sao mà tôi cần phải làm việc với cộng đồng, hoặc là tại sao mà tôi cần phải hiểu, tìm hiểu về cộng đồng không? Mình có thể là chia sẻ các cái quan điểm hoặc là suy nghĩ cá nhân của mình về cái vấn đề đó. Buổi học thì sẽ không có đánh giá đúng hay sai, bởi vì là khi các bạn học không biết thì mình phải đi học đúng không? Thì buổi học để mà hiểu bài tốt hơn thì mình sẽ có sự trao đổi để xem rằng giảng viên cũng biết rằng là các bạn đang hiểu vấn đề nó ở mức nào, hoặc là các bạn hiểu bài hay không, hoặc là có những cái cần những cái nội dung gì cần thêm cho các bạn không, chẳng hạn như vậy ha. Vậy các bạn có thể chia sẻ cái quan điểm của mình, ví dụ mình là một cái bác sĩ lâm sàng rồi thì tại sao chúng ta phải phải làm việc với cái cộng đồng, hoặc là tại sao mà chúng ta phải định hướng về cộng đồng, sức khỏe cộng đồng. Mình làm điều trị mà, hay là mình nghe cộng đồng thì mình nghĩ đến nó thuộc lĩnh vực của các bạn y tế công cộng hoặc các bạn dự phòng nhiều hơn. Tại sao mình lại phải quan tâm đến cộng đồng? Hoặc là có thể đưa ra một cái nội dung thêm, bàn luận thêm ha, là khi mà các bạn ra trường rồi, các bạn có chứng chỉ hành nghề rồi, các bạn có thể khám, các bạn có thể kê đơn thuốc cho người bệnh rồi, vậy thì các bạn có cần phải làm việc với người bệnh hay là làm việc với cái cộng đồng của người bị bệnh đấy hay không? Là tại sao mà chúng ta cần phải học những kỹ năng làm việc với cộng đồng? Hôm trước có bài làm bài bài tập giữa kỳ rồi đó. Các em cứ thoải mái chia sẻ quan điểm ha, không có đánh giá đúng hay sai gì đâu. Tại sao mà mình phải làm việc với cả người bệnh nhỉ? Mình cho đơn thuốc là được rồi, cần gì mình phải làm việc với người bệnh không? Mình có cần không? Nếu không xung phong là gọi ha. Hôm trước thấy có những nhóm viết rất dài, 7 đến 8 trang cơ mà. Rồi thử hỏi một bạn nha. Bạn là Lê Thanh Châu.
lên Lê Thanh Châu có ở đó không? Các bạn vẫn nghe thấy cô nói đấy chứ? Alo. Thi ơi. Thi vẫn nghe chị nói chứ? Rồi, vẫn nghe thấy đúng không? Nào. Các bạn đưa ra các ý kiến cá nhân của mình là nếu mà cái việc điều trị của mình mà chỉ cần kê thuốc không thôi, không cần làm việc với người bệnh thì có ổn hay không? Nếu chỉ cần kê thuốc, có phác đồ điều trị mà không cần làm việc với người bệnh hoặc là cộng đồng với người bệnh đó thì liệu có ổn hay không? Không có bạn nào trả lời hả? Mình học gần hết cái học phần này rồi. Tại sao mà lại phải định hướng sức khỏe cộng đồng? Tôi chỉ cần quan tâm đến điều trị thôi. Tôi chỉ cần điều trị lâm sàng, tôi chỉ cần điều trị cho cá nhân thôi. Tại sao tôi phải quan tâm đến đến cộng đồng? Tại sao tôi phải quan tâm đến 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 cái sức khỏe của cộng đồng? Rồi, hiện giờ chưa có bạn nào có quan điểm gì đúng không? Thế thì cô cũng sẽ chia sẻ thêm một số cái quan điểm là suy nghĩ của cô khi mà các bạn học y học lâm sàng mà tại sao lại phải quan tâm đến tại sao lại phải phải làm việc với người bệnh hoặc là tại sao phải quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Thì ví dụ như là khi mà các bạn chỉ sử dụng thuốc và phác đồ điều trị thôi á thì cũng giống như là các bạn trị cỏ mà trị tận gốc mà chưa có trị tận gốc. Bởi vì sao? Các cái yếu tố mà tác động đến sức khỏe thì nó không chỉ có các cái yếu tố sinh học, không chỉ có ở trong cái cơ thể của cá nhân người bệnh mà nó còn có các cái yếu tố khác tác động tới, như cái bài và các bạn đã học các cái yếu tố tác động đến sức khỏe thì ngoài các cái yếu tố về sinh học ra thì nó sẽ có các cái yếu tố về về thói, về hành vi, về môi trường sống, về hệ thống y tế. Vậy ví dụ cô lấy một ví dụ khi các bạn điều trị bệnh nhân một bệnh nhân tăng huyết áp chẳng hạn như thế, các bạn đưa thuốc đúng, phác đồ điều trị ok, phù hợp. Tuy nhiên thì các lần khám của người bệnh đó thì vẫn đưa cái kết quả về cái chỉ số huyết áp nó vẫn không như mong đợi của các bạn. Vậy thì các bạn có thắc mắc là tại sao nó lại như vậy không? Tại sao tôi cho thuốc đúng, tôi cho phác đồ điều trị đúng cho người bệnh, cho độ tuổi như vậy, cho tình trạng bệnh như vậy mà cái tình hình huyết áp của bệnh nhân nó không được cải thiện hoặc là nó không tốt như mà như là tôi mong muốn. Vậy thì mình sẽ phải tìm hiểu thêm rằng là các cái yếu tố mà nó tác động đến sức khỏe hoặc tình trạng sức khỏe thì ngoài cái yếu tố bản thân của người bệnh ra thì nó còn có các cái yếu tố ví dụ như là hành vi chẳng hạn như thế. Ví dụ như là ở cái cộng đồng những người tăng huyết áp hoặc là cộng đồng người Việt Nam nói chung chẳng hạn như thế thì có cái thói quen là ăn mặn hơn đúng không? Các bạn sẽ thấy là mình thường hay có cái thói quen là chấm nước mắm hoặc là mình làm đồ ăn cũng đậm hơn hoặc sử dụng muối rất là nhiều. Rồi ví dụ như là các bạn ngay bản thân các bạn là sinh viên thì chắc cũng ăn các cái món ví dụ như là xoài dầm mắm mà xoài sóc mắm ví dụ như thế, tức là mình sẽ thấy là cái chế độ ăn đậm thói quen ăn 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 mặn của người Việt nó ăn nhiều muối hơn. Thì ví dụ như là khuyến cáo của WHO thì mỗi một ngày mỗi người tiêu thụ khoảng 5 gram. Thế tuy nhiên ví dụ như là trong một cái khảo sát của Viện Dinh dưỡng chẳng hạn như thế thì cái tình trạng sử dụng muối của người dân Việt Nam nói chung ấy thì tầm 9 đến 10 gram chẳng hạn như thế, rất là cao. Vậy thì cái việc mà ăn muối mặn nó cũng ảnh hưởng đến cái việc hiệu quả của cái điều trị bệnh đó, ví dụ như thế, hoặc là các cái hành vi thói quen liên quan đến hoạt động thể lực chẳng hạn như thế. Vậy thì khi mà các bạn thấy rằng là thuốc hoặc là phác đồ điều trị nó chỉ điều trị ở cái mức là
các cái vấn đề liên quan đến sinh học của người bệnh thôi, còn những cái yếu tố ví dụ như hành vi hoặc là môi trường sống xung quanh của cái người bệnh đó thì các bạn cũng phải quan tâm đến, để trong cái quá trình mà mình điều trị mình không thấy nó thay đổi, mình có thể sử dụng thuốc và phác đồ đúng rồi mà nó không thấy thay đổi thì mình cần phải quan tâm đến cái nguyên nhân sâu xa hơn hoặc là các cái nguyên nhân xung quanh để mình làm sao mình trị nó tận gốc. Ví dụ như thế thì đó là lý do vì sao mà điều trị lâm sàng cũng phải cần quan tâm đến đến các cái yếu tố khác nữa. Rồi ví dụ như là khi mà các bạn làm lâm sàng khi các bạn làm lâm sàng chẳng hạn như thế thì tại sao các bạn lại phải cần quan tâm đến dự phòng? Ví dụ như là khi mà người bệnh đã mắc bệnh rồi thì người ta sẽ phải có, ngoài cái việc điều trị bệnh ra thì họ cũng phải có các cái dự phòng liên quan đến là giảm cái việc mà xảy ra các cái biến chứng khi bị mắc bệnh chẳng hạn như thế, hoặc là khi mà có các cái biến chứng xảy ra thì họ có thể là biết cách làm sao mà giảm cái tình trạng tử vong đó, ví dụ thế. Thì cái việc lâm sàng cũng như dự phòng nó luôn luôn đi song song với nhau, người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, tuy nhiên thì cả hai cái, cả phòng bệnh lẫn cả dự phòng thì nó đều có cái tầm quan trọng, nó có một cái vị trí quan có tầm quan trọng nhất định trong cái việc chăm sóc sức khỏe ha, chứ không có cái nào nói là cái nào hơn hay cái nào không hơn. Tuy nhiên thì là dự phòng nó sẽ hỗ trợ cho các bạn, là ví dụ các bạn sẽ thấy nó giảm cái gánh nặng điều trị cho bên khối khối điều trị. Các bạn sẽ thấy ở trong cái đợt dịch Covid vừa rồi, khi các bạn điều trị một ca không sao, vài chục ca không sao, nhưng khi các bạn điều trị hàng nghìn ca nó sẽ khác, nó sẽ áp lực lên cái ngành y tế, cái ngành điều trị rất nhiều. Trong khi nếu mà các bạn áp dụng các cái biện pháp dự phòng, có tiêm vaccine, có các cái chương trình dự phòng giáo dục truyền thông cho người dân có thể tự bảo vệ bản thân trước cái bệnh đó chẳng hạn, ví dụ như đeo khẩu trang hoặc khử khuẩn chẳng hạn, thế thì cái tỷ lệ mắc nó sẽ giảm đúng không? Thì lúc đấy cái gánh nặng đối với điều trị nó cũng giảm đi rất nhiều đó. Đó là cái lý do mà vì sao khi mà các bạn làm lâm sàng các bạn cũng phải định hướng đến cộng đồng, hoặc là ví dụ như các bạn thấy đấy, các cái bệnh bệnh dịch chẳng hạn, ví dụ các cái bệnh dịch đậu mùa hoặc là các cái bệnh dịch bạch hầu, các cái bệnh dịch nếu mà không có cái tiêm chủng mở rộng hoặc các cái chương trình mà tiêm bắc ngừa vaccine chẳng hạn như thế thì cái số lượng mà mắc mắc bệnh nó sẽ là ra sao, cái gánh nặng bệnh tật nó sẽ như thế nào đúng không? Vậy nên là khi mà các bạn làm về điều trị thì các bạn cũng cần phải quan tâm đến 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 sức khỏe của cộng đồng đó. Rồi ví dụ như các bạn cũng cần phải quan tâm rằng là ở cái cộng đồng người dân này thì người ta như thế nào, người ta có những cái tập quán thói quen ra sao, để khi mà mình điều trị mình cũng còn phải phối hợp với các cái thói quen phong tục ở đó nữa đó. Đấy là cái ví dụ là tại sao mà làm việc các bạn là dân điều trị lâm sàng mà các bạn phải làm việc với cộng đồng. Ngoài ra thì các bạn ngồi đây ấy, thì có thể là sau này thì cũng có bạn đi về lâm sàng, nhưng mà cũng có thể là các bạn đi về các cái ngành như dự phòng, y tế công cộng hoặc là các cái dự án phát triển cộng đồng chẳng hạn như thế. Thì cái bài học ngày hôm nay thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn về các cái kỹ năng khi mà làm việc với cộng đồng ha. Rồi. Các bạn còn có ý kiến gì ở ở vấn đề này không? Mình có đóng góp hay là mình có thêm những ý kiến cá nhân gì về cái vấn đề này không? Là quan điểm của em là tại sao phải làm việc với cộng đồng không? Sau khi mà cô đã chia sẻ rồi thì các bạn có thêm các quan điểm gì không? Rồi, không có đúng không? Rồi. Rồi, vậy thì mình hay nói đến cộng đồng. Vậy thì cái vai trò của cộng đồng trong các cái chăm sóc sức khỏe là ra sao? Có phần không chat được, có bạn nào chat đây? Đây, có một bạn cũng nói thêm. Dạ, em nghĩ là mình cần làm việc với cộng đồng vì trước hết là mình sẽ thực sự hiểu đặc điểm cộng đồng đó. Từ đó có phương pháp tiếp cận và đưa ra các cái cách điều trị thích hợp nhất. Tiếp đến là làm việc với cộng đồng giúp ta hiểu thêm về hiệu quả của cách điều trị của người thuốc đã thật sự thích hợp đối với riêng cộng đồng đó chưa. Bên cạnh đó, chúng ta làm việc với cộng đồng có thể giúp cộng đồng hiểu ra đúng về bệnh, nhận thức sớm bệnh, giúp giảm gánh nặng cho nhân viên y tế. Và thêm nữa, làm việc với cộng đồng còn tạo mối quan hệ tốt giữa cộng đồng
đồng và nhân viên y tế. Cộng đồng và nhân viên y tế từ đó có sự tin tưởng giúp cho sự giúp đỡ của nhân viên y tế có hiệu quả và dễ dàng hơn trong hỗ trợ phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trên là ý kiến riêng của em. Rồi, cảm ơn bạn Quang Lộc. Rất là đồng ý với ý kiến của bạn ha. Và những cái cô chia sẻ lúc nãy thì cũng cùng với cái ý kiến của bạn Quang Lộc thì nó cũng bổ sung cho các bạn sẽ thấy rằng là cái vai trò cái lý do vì sao mà chúng ta làm lâm sàng và chúng ta cần phải quan tâm đến đến cộng đồng, đến sức khỏe cộng đồng, y tế công cộng hay cũng như là dự phòng. Thì đối với vai trò của cộng đồng trong các cái chương trình chăm sóc sức khỏe thì thực tế là những cái cộng đồng đó người ta hiểu rõ, những cái người trong cái cộng đồng đó người ta sẽ hiểu rõ về về cộng đồng của họ nhất, biết các cái khó khăn, biết các cái thách thức hoặc là mong muốn của mình, rồi hiểu về tiềm năng cũng như lợi thế. Khi mà các bạn đi xuống một cái cộng đồng mà các bạn làm các cái chương trình can thiệp ấy, mình như kiểu là mình đến một cái nơi lạ nước lạ cái, thì những cái người trong cái cộng đồng đó người ta hiểu, người ta là người sống sống ở cái nơi đó, người ta sinh hoạt trong cái cộng đồng đó với những cái phong tục tập quán như vậy, thì họ sẽ hiểu rõ nhất cái cộng đồng của họ. Ví dụ như các bạn đi xuống một cái địa bàn mà đang là ổ dịch sốt xuất huyết chẳng hạn như thế, thì cái người trong cộng đồng đó họ sẽ biết rằng là ở nơi nào hiện giờ đang có nhiều bệnh nhân đang mắc chẳng hạn, hoặc là người ta sẽ biết rõ được là cái vị trí về địa lý ở cái khu vực đấy nó ra sao, nó các cái chỗ mà có thể là các cái nơi mà nguy cơ có thể là ổ dịch nó có thể là ở đâu. Ví dụ là những cái nơi mà có nhiều sông hồ, hoặc là những cái nơi mà có các cái cây bụi rậm, hoặc là những cái toàn các cái khu mà đang xây dựng chẳng hạn như thế. Tức là cái người ở địa bàn đó người ta sẽ hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ, rồi họ cũng sẽ hiểu về tập tục phong quán tập tục phong tục tập quán của cái người dân ở đó. Rồi ví dụ họ cũng hiểu được các cái khó khăn cũng như là thách thức. Ví dụ khi mà các bạn đi xuống địa bàn thì các bạn cũng sẽ có những cái các bạn đã học buồng về đánh giá nhanh của thầy Hoàng rồi đúng không? Thì các bạn cũng sẽ biết rằng là các bạn sẽ phỏng vấn các cái ban ngành chính quyền để xem hiện giờ họ đang gặp khó khăn gì đối với các cái chương trình sức khỏe như vậy, hoặc là đang có cái thuận lợi gì, hoặc là thách thức ra sao, sự phối hợp của người dân tại địa bàn đó với cái tình với cái vấn đề sức khỏe đó nó như thế nào. Tức là những cái người dân chính trong cái cộng đồng đó họ thực sự là họ hiểu rõ nhất về cộng đồng đó. Mình là một cái người mà đến triển khai một cái chương trình thì mình chỉ là như là một cái người lạ nước lạ cái, mình chưa biết gì về cái cộng đồng đó, thì để cái hiểu rõ về cộng đồng đó thì mình phải hỏi từ những cái người, những cá thể trong cái cộng đồng đó để tìm hiểu được là về các cái đặc tính về kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán hay tình hình bệnh tật, hoặc là các cái thói quen của cái cộng đồng đó ra sao. Rồi hiểu về tiềm năng cũng như là lợi thế, ví dụ như về nguồn lực, rồi các cái chương trình đang triển khai tại địa bàn đó, người ta đã triển khai những chương trình gì rồi, ví dụ như thế. Rồi họ cũng biết cách huy động và gắn kết các cái thành viên trong cộng đồng lại với nhau. Thì ví dụ khi khi mà các bạn xuống Y5 chẳng hạn, khi mà các bạn xuống dưới cộng đồng á, thì các bạn làm các cái chương trình về sức khỏe cộng đồng, ví dụ như là các bạn làm các cái nghiên cứu khoa học, hoặc là các bạn làm các cái can thiệp chẳng hạn như thế, thì các bạn cũng sẽ phải hỏi cái người ví dụ như là cái bác ở trạm y tế đó, hoặc là ở trung tâm y tế đó, để biết xem là mình sẽ liên hệ với ai, hoặc là ai có thể hỗ trợ mình trong cái hoạt động đó, hoặc là mình cần làm những cái gì để mình có thể là kêu gọi những cái người dân có thể tham gia các cái hoạt động giáo dục truyền thông của mình chẳng hạn như thế. Đó, tức là những cái người dân ở trong cái cộng đồng, các thành viên trong cộng đồng, người ta là hiểu rõ nhất về cộng đồng của mình, biết được các cái tiềm năng lợi thế, rồi biết được các cái khó khăn, các cái thách thức, cũng như là biết để mình có thể huy động gắn kết các cái thành viên trong cộng đồng lại để làm sao mà cái hoạt động của mình có thể hoạt động được một cách hiệu quả tại cái cộng đồng đó. Thì tuy nhiên ấy, thì trong các cái chương trình phát triển cộng đồng có sự hỗ trợ từ bên ngoài, vai trò là như vậy nhé. Nhưng mà tuy nhiên thì trong những cái chương trình mà phát triển cộng đồng mà có sự hỗ trợ từ bên ngoài, ví dụ như là các cái chương trình của các cái tổ chức phi chính phủ, hoặc là các cái chương trình dự án, hoặc là các cái chương trình của chính phủ chẳng hạn như thế, thì vai trò
của cộng đồng ấy, thể hiện nó rất là mờ nhạt, nó không được rõ ràng. Ví dụ như là người trong cộng đồng thì họ cho rằng các cái hoạt động phát triển cộng đồng là của những cái của cán bộ, của nhân viên y tế, hoặc là của những cái người mà của những cái người mà từ các cái tổ chức phi chính phủ khác người ta đến người ta làm. Rồi ví dụ như là thiếu cái sự chủ động tham gia trong công việc, trong cái việc triển khai tại cộng đồng. Xin lỗi các bạn một chút. Ở trong các cái hoạt động mà triển cộng đồng mà có cái sự hỗ trợ của người ngoài thì đa số là sẽ thiếu cái sự chủ động tham gia công việc trong cái việc triển khai tại cộng đồng. Ví dụ chủ động từ phía chính quyền chẳng hạn, hoặc là chủ động từ phía người dân, hoặc là các cái đơn vị trong, hoặc là các cái tổ chức xã hội trong cái cộng đồng đó. Hoặc là ngoài ra thì họ cũng trông chờ nhiều vào các cái nguồn lực, hoặc là các cái phương pháp tổ chức từ hỗ trợ bên ngoài. Thế tuy nhiên là cái việc mà tăng cường cái sự tham gia của người dân địa phương ấy, trong tất cả các cái hoạt động ấy, lại là cách tốt nhất để phát huy cái tính tính chủ động, cũng như là cái tính sáng tạo, hoặc là cái tính bền vững của chương trình, hoặc là của các cái hoạt động. Thì nếu mà để mà cứ phụ thuộc vào bên ngoài thì nó không đảm bảo cái tính bền vững bằng cái việc là những người dân trong đó người ta tham gia, tự nguyện tham gia, hoặc là tăng cường cái việc tham gia của người dân trong tất cả các cái hoạt động đó. Thì ở đây có một cái khái niệm là phát triển cộng đồng, thì không biết là có bạn nào biết về cái khái niệm này không nhỉ? Nghe phát triển cộng đồng thì có thể là nó hơi 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 lạ lẫm với mình, đúng không? Thì phát triển cộng đồng nó là các cái hoạt động, hoặc là các cái tiến trình người ta tạo dựng, người ta trao quyền cho cá nhân hoặc là các cái nhóm người bằng cách là cung cấp các cái kỹ năng hoặc là các cái kiến thức cần thiết để họ có thể thay đổi hành vi hoặc thay đổi thói quen, để làm sao mà để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của cộng đồng, của trong chính mình. Thì trong cái lĩnh vực y tế thì hiện giờ các cái chương trình trong lĩnh vực y tế thì người ta cũng có các cái hoạt động nội dung để trao quyền cho người dân. Nó là như nào? Ví dụ như là các bạn sẽ thấy các cái chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe chẳng hạn, như thế, để nâng cao các cái kiến thức này, rồi nâng cao các cái về thái độ của người dân. Ví dụ như là kiến thức của người dân về bệnh chẳng hạn như thế, hoặc là các cái dấu hiệu nhận biết bệnh để mà người dân có thể chủ động phòng ngừa bệnh. Rồi ví dụ như các cái dấu hiệu mà nhận biết thì người dân có thể là đi khám để sàng lọc bệnh chẳng hạn. Trước thì có thể các bạn thấy là rất ít người đi khám định kỳ 6 tháng một lần. Thế nhưng mà bây giờ thì các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ đi khám định kỳ 6 tháng một lần nó cũng nhiều hơn, đúng không? Rồi ví dụ như người ta cũng sẽ biết là các cái dấu hiệu các cái bệnh, ví dụ như là ung thư vú chẳng hạn, hoặc là các ung thư cổ tử cung chẳng hạn. Thì khi có những cái dấu hiệu nào thì cần sàng lọc thì người dân cũng biết. Đó, tức là mình trao quyền cho người dân để người dân có trao quyền bằng bằng cách gì? Bằng cách là cung cấp kiến thức, bằng cách là cung cấp kỹ năng cho người dân để người dân có thể là chủ động trong cái việc phòng ngừa, trong cái việc khám sàng lọc, để mà sao có thể là nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Đó. Đó là vai trò của cộng đồng ha. Thì mình muốn tăng cái cường cái sự tham gia của người dân trong người dân địa phương trong các cái hoạt động đó, hoặc là trong các cái tăng cường cái sự tham gia của cộng đồng thì các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ có các cái mức độ tham gia của cộng đồng sẽ được mô tả theo các cái cấp cấp bậc sau đây. Thì cái cấp bậc thấp nhất đó là cái việc là tham gia thụ động. Thì tham gia thụ động ở đây thì ví dụ như là tham gia thụ động ở đây các bạn hiểu xem làm như là kiểu là làm theo cái sự chỉ bảo, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, bảo gì làm nấy á, để thì đấy gọi là tham gia thụ động. Thì trước các bạn sẽ thấy hay thấy là ví dụ như là bảo đi ví dụ như là đi tiêm vaccine đi chẳng hạn như thế, thì đi tiêm ví dụ thế, thì đó là một cái cách mà là tham gia thụ động. Hoặc là bảo là
vệ sinh môi trường xung quanh đi. Tức là khi mà có người nói thì mình mới làm, khi có người chỉ thì mình mới làm, thì đó là cái cách là tham gia thụ động. Cái tham gia mức độ cao hơn cái mức độ tham gia thụ động đó là cái tham gia mà cung cấp thông tin. Thì ở đây tham gia cung cấp thông tin thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn xuống cộng đồng, các bạn muốn tìm hiểu cộng đồng đó, các bạn đi phỏng vấn, các bạn đánh giá nhanh cộng đồng đó chẳng hạn, thì những cái người dân ấy, những cái đối tượng mà các bạn phỏng vấn ấy, thì người ta chỉ trả lời các câu hỏi mà những cái người làm dự án hoặc là những người làm công tác phát triển hoặc là các nhân viên y tế hỏi, và người ta chỉ có trả lời, người ta chỉ có nhiệm vụ là cung cấp thông tin thôi. Thì đó là cái mức độ thứ hai, đó là cái mức độ là tham gia cung cấp thông tin. Cái mức độ thứ ba đó là cái mức độ là tham gia tư vấn. Thì tham gia tư vấn ở đây là cộng đồng tham gia ở cái mức độ là khi mình đưa cái ý kiến, mình hỏi ý kiến thì người ta có phản hồi lại. Ví dụ như là khi mà các bạn xuống, các bạn triển khai các cái chương trình can thiệp chẳng hạn, các bạn sẽ hỏi ý kiến của trung tâm y tế quận, hoặc là các bạn sẽ hỏi trạm y tế chẳng hạn, nếu như sau các bạn xuống cái trạm y tế các bạn làm triển khai các hoạt động, thì các bạn sẽ hỏi trưởng trạm hoặc là nhân viên y tế rằng là với cái can thiệp như vậy, tụi cháu muốn đưa ra các cái giải pháp như thế này thế này thế này, thì sao, nó có phù hợp với cả địa bàn mình hay không, nó có phù hợp với người dân hay không, hoặc là cái thời gian mà chúng cháu triển khai cái chương trình can thiệp như này và cái thời gian này thì có sự tham gia của cộng đồng hay không. Thì lúc đấy cái nhân viên y tế người ta tư vấn lại cho mình là với cái cộng đồng ở đây thì nó phù hợp với khoảng thời gian này. Ví dụ như là ở đây thì là dân cư chủ yếu là người lao động chẳng hạn như thế, thì người ta chỉ dành vào những cái khoảng thời gian tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thôi. Đấy, tức là người ta có tham tức là cái đối tượng trong cộng đồng, người ta có tham gia tư vấn lại cho cái nhân viên y tế hoặc là các cái cán bộ mà phát triển cộng đồng. Đó, đấy là cái cấp độ thứ ba, đó là cấp độ là tham gia tư vấn. Đến cấp độ trên nữa là cấp độ thứ tư, đó là tham gia thực hiện các cái hoạt động về về phát triển cộng đồng. Thì tức là ở đây là người ta có chủ động thành lập các cái nhóm trong cái cộng đồng đó để tổ chức các cái hoạt động phát triển tại địa phương. Tức là người ta có tham gia vào các cái hoạt động cùng với cả các cái nhân viên y tế hoặc là cùng các cái nhân viên phát triển cộng đồng ấy, người ta tham gia vào để mà có thể triển khai các cái hoạt động tại địa phương. Ví dụ như là cô sẽ lấy ví dụ như là khi mà các bạn triển khai thì các bạn sẽ ví dụ khi các bạn triển khai một cái chương trình về tăng huyết áp cho người cao tuổi chẳng hạn như thế, thì sẽ có cái sự tham gia của hội người cao tuổi hỗ trợ các bạn trong cái việc là tổ chức triển khai các cái hoạt động ở dưới chương trình ở dưới cộng đồng, hoặc là tham gia vào cái việc là giáo dục truyền thông cùng các bạn chẳng hạn như thế. Tức là đấy là cái cấp độ thứ tư, đó là cái cấp độ mà tham gia thực hiện các cái hoạt động phát triển cộng đồng đó. Còn cái thứ năm cái cấp độ cao hơn đó là tham gia vào quá trình ra quyết định. Thì cái mức độ này nó là cái mức độ mà cái người trong cộng đồng đấy chủ động tham gia vào quá trình lập kế hoạch này, lựa chọn các cái phương án hoặc là các cái hoạt động phát triển tại cộng đồng. Thì ở đây cũng chia sẻ một cái ví dụ cho các bạn, là ví dụ như là một cái hoạt động mà người ta triển khai là tăng cường cái việc sử dụng sắt cho bà mẹ mang thai tại tỉnh Hà Nam, tại các cái xã tại 114 xã tại tỉnh Hà Nam chẳng hạn như thế. Thì khi mà đó là một cái hoạt động của một cái tổ chức phi chính phủ ở tại Việt Nam, người ta triển khai, và khi người ta triển khai thì người ta xuống dưới cái cộng đồng, người ta xuống dưới cái tỉnh Hà Nam đó và người ta triển khai các cái hoạt động, thì có cái sự tham gia của trung tâm cái giai đoạn đó thì người ta gọi là trung tâm y tế dự phòng, bây giờ thì là trung tâm y tế rồi, nhưng mà bây giờ cái hồi mà cô làm thì nó là trung tâm y tế dự phòng, có sự tham gia của trung tâm y tế dự phòng, có sự tham gia của bên ủy ban nữa, và họ cùng tham gia vào, họ lập kế hoạch, họ phân tích cái tình hình địa bàn của họ
cùng với các cái chuyên gia của bên các cái tổ chức phi chính phủ nha. Rồi họ phân tích, họ lập kế hoạch, họ lựa chọn các cái phương án cho nó phù hợp, tức là có các cái nhóm chuyên gia, rồi có các cái nhóm người từ phía cộng đồng cùng ngồi họp lại, đưa ra các cái kế hoạch nó phù hợp, rồi lựa chọn các cái phương án, rồi triển khai các cái hoạt động đấy tại địa bàn của tỉnh Hà Nam. Đó, đấy là cái ở cái mức 5, đó là tham gia vào cái quá trình ra quyết định. Còn cái mức cao nhất đó là tham gia tự nguyện. Thì tham gia tự nguyện ở đây thì các bạn thấy đó là cái mức độ cao nhất và nó có hiệu quả nhất trong các cái chương trình phát triển cộng đồng. Thì cái việc mà tham gia tự nguyện ở đây ấy, thì các bạn sẽ hiểu nôm na là ví dụ như là khi khi mà một cái chương trình hoặc là một cái hoạt động hoặc một cái can thiệp xuống dưới cộng đồng thì sẽ có nguồn lực từ từ ở ngoài đưa vào. Nguồn lực thì có từ tiền, có từ người người ta đưa vào hỗ trợ. Khi mà người dân hoặc cái người trong cái cộng đồng đồng đó người ta tham gia tự nguyện thì tức là khi mà các cái khi mà người ta triển khai xong cái quá trình bắt đầu triển khai can thiệp xong và người ta muốn duy trì cái hiệu quả của cái chương trình đó thì phía phải là tự người dân trong cái cộng đồng đó người ta sẽ phải tự triển khai tiếp những cái hoạt động đó dù không có cái sự hỗ trợ từ phía bên ngoài, không có sự hỗ trợ từ 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 tiền từ phía bên ngoài mà người ta vẫn có thể duy trì được các cái hoạt động đó thì đấy là người ta gọi là tham gia tự nguyện. Lấy ví dụ như là một cái hoạt động ví dụ như là cái chương trình kế hoạch hóa gia đình đi thì khi mà có một cái tổ chức người ta đưa người đưa các cái chuyên gia đầu tư tiền để tổ chức các cái nhóm ví dụ như là hội phụ nữ chẳng hạn để có thể tư vấn này truyền thông giáo dục cho cái người dân địa bàn đó biết về các cái phương pháp kế hoạch hóa gia đình rồi hỗ trợ các cái hoạt động về kế hoạch hóa gia đình chẳng hạn như thế thì khi mà cái chương trình đó người ta đã triển khai người ta đã đi vào một cái quỹ đạo rồi ấy, mà người ta muốn người ta dừng người ta rút ra thì những cái người còn lại ở đó những người hội phụ nữ những cái người đã từng tham gia ở đó người ta vẫn tự nguyện tham gia tiếp đó thì đó là cái cấp độ cao nhất trong cái mức độ tham gia của cộng đồng và ở cái mức độ này cái việc tham gia tự nguyện này này nó là cái hình thức mà có thể là đưa ra được những cái sự sáng tạo cũng như là cái quá duy trì được cái mức độ bền vững của chương trình hoặc là đúng rồi, duy trì được cái mức độ bền vững của chương trình khi mà triển khai ở dưới cộng đồng. Thì ở đây có 6 cái cấp độ từ thấp cho đến cao. Từ thấp nhất là thụ động, cái thứ hai đó là cung cấp thông tin, cái thứ ba đó là tư vấn, cái thứ tư đó là thực hiện các cái hoạt động, cái thứ năm đó là tham gia trong quá trình ra quyết định và cái thứ sáu đó là tham gia tự nguyện. Thì khi mà làm việc với cộng đồng ấy thì các bạn sẽ cần phải trang bị một số kỹ năng bởi vì là khi mà xuống với cộng đồng thì không phải là cứ xuống cứ nói cứ đưa các cái chương trình là người ta sẽ tham gia hoặc là khi mà các bạn tư vấn là người ta sẽ nghe mình sẽ phải có những cái kỹ năng nói ra sao giao tiếp như thế nào để người ta có thể tiếp nhận cái nguồn thông tin của mình hoặc là họ có thể là phối hợp với mình để mà có thể thay đổi được cái quan điểm hay thay đổi hành vi ha. Nó là cái kỹ năng chứ không phải là cứ thế là đi xuống cộng đồng gặp ai nói đấy là mình sẽ hy vọng là nó sẽ hiệu quả. Thì cái nghĩa kỹ năng đầu tiên là cái kỹ năng về về giao tiếp. Thì cái kỹ năng giao tiếp ấy thì là khi mà các bạn làm việc ở cộng đồng là các bạn sẽ phải có cái việc nói chuyện, trao đổi với cộng đồng. Thì cái đầu tiên thì cái giao tiếp của các bạn thì sẽ phải có là giao tiếp bằng ngôn ngữ. Thì cái việc giao tiếp bằng ngôn ngữ nó là cái hình thức chủ yếu trong cái việc là thu nhận thông tin với cái người mà mình cần tìm hiểu. Và cái điều quan trọng ở đây là làm sao mà để sử dụng ngôn ngữ nó trở nên dễ dàng để cho cả hai phía từ người hỏi lẫn người trả lời hoặc là từ người người từ cán bộ nhân viên đến cái người mà nhận thông tin ấy, nó trở nên dễ dàng thì cái việc đầu tiên của các bạn trong cái việc giao tiếp bằng ngôn ngữ các bạn phải để ý đến đó là sử dụng ngôn ngữ địa phương.
sử dụng ngôn ngữ địa phương. Thì không phải là cái việc nói sử dụng ngôn ngữ địa phương ở đây nói rằng là các bạn người miền Nam mà ra miền Bắc làm chương trình thì phải nói giọng miền Bắc, hoặc là người miền Bắc mà vào miền Nam làm chương trình thì phải nói giọng miền Nam, mà ở đây là người ta muốn nói rằng là cái việc sử dụng các cái từ thông dụng hoặc là các cái từ ngữ mà nó ở địa phương người ta sử dụng như thế để tránh cái sự nhầm lẫn. Cô lấy ví dụ như là cô lấy ví dụ như là trước sử dụng ngôn ngữ địa phương ở đây á, thì ví dụ như là trước cô có triển khai tham gia một cái đánh giá về cái có một cái bộ câu hỏi nó liên quan đến cái việc là rạch tầng sinh môn ở phụ nữ khi mà trong quá trình sinh, người ta có rạch cái tầng sinh môn thì rạch chủ động hay là tự để rạch. Thì ở ngoài Bắc người ta sử dụng là tầng sinh môn, nhưng mà nói tầng sinh môn thì người ta sẽ hiểu. Tuy nhiên khi bởi vì cái chương trình này nó làm phía Bắc và miền Trung, thì khi mà sử dụng là tầng sinh môn đối với người dân miền Trung ấy, khi mà vào Quảng Ngãi ấy, hoặc là Quảng Trị, Quảng Bình hoặc Quảng Trị thì sử dụng tầng sinh môn người ta sẽ không hiểu, mà lúc đó mình sẽ phải thay bằng là cái từ cửa mình, tức là rạch cửa mình, thì lúc đó người ta mới hiểu là à nó là một cái phương pháp gì gì đó. Đấy, ví dụ như thế, tức là mình phải sử dụng cái ngôn từ của cái địa phương đó thì cái người mà phỏng vấn hoặc cái người mà mình trao đổi người ta mới hiểu được cái nội dung mình đang muốn chia sẻ là gì. Hoặc lấy một cái ví dụ đơn giản nữa là khi khi các bạn làm các cái liên quan đến dinh dưỡng, các cái điều tra dinh dưỡng chẳng hạn như thế, khi các bạn làm ở các vùng miền thì ví dụ như ở miền Nam mình thì các bạn sẽ sử dụng là hỏi về việc sử dụng ăn cơm chẳng hạn, thì sẽ dùng việc là bao nhiêu chén cơm. Chén ở đây thì các bạn sẽ biết là cái chén đựng cơm đúng không? Thì tuy nhiên khi mà ra ngoài ngoài Bắc chẳng hạn, vẫn cái nội dung đó thì các bạn không thể sử dụng là chén, bởi vì là cái chén ở ngoài miền Bắc ấy thì nó lại là cái ly hay cái chum uống nước uống trà thì người ta gọi là chén. Còn cái chén miền Nam mà để sử dụng ăn cơm ở ngoài kia thì người ta gọi cái bát chẳng hạn như thế. Tức là mình sẽ phải thay đổi cái ngôn ngữ, cái từ ngữ để cho nó phù hợp, để nó tránh cái sự hiểu nhầm khi mà triển khai các cái hoạt động dưới địa phương. Đấy là hai cái ví dụ về cái việc là sử dụng ngôn ngữ địa phương. Cái thứ hai đó là phải tạo cái điều kiện nói chuyện để cái người nghe cũng như là mình, cái người đối phương người ta hiểu được cái nội dung cần trao đổi và họ cảm thấy tự tin trong khi trò chuyện. Thì khi mà trò chuyện hoặc khi mà trao đổi một cái vấn đề gì đó, cộng đồng người dân người ta hiểu đúng cái nội dung cần trao đổi thì người ta mới cảm thấy tự tin, người ta nói chuyện cũng như các bạn ấy. Ví dụ như là khi mà các thầy cô mà hỏi một cái vấn đề nào đó đến cái nội dung bài học, thì khi mà các bạn hiểu được cái nội dung đó thì các bạn cũng sẽ thấy tự tin khi các bạn trò chuyện hơn đúng không? Đó, tức là các bạn phải tạo điều kiện nói chuyện để người ta hiểu được đúng cái nội dung mà mình đang cần trao đổi, và cái hai là họ thấy tự tin khi trò chuyện. Ngoài ra thì cũng phải tạo cái không khí trao đổi thân mật thì mới gọi là khai thác được các cái thông tin từ từ cộng đồng, chứ còn tâm lý mà khi gặp người lạ hoặc khi gặp các cán bộ y tế thì thường là tâm lý của người dân ấy, người ta sẽ có e dè rụt rè hơn và rất là khó 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 tìm hiểu. Nhưng mà khi mà cái không khí một cái buổi trao đổi nó thân mật như những cái người bạn nói chuyện với nhau thì nó sẽ khác, mình sẽ thu được nhiều cái thông tin tốt hơn. Ngoài ra thì mình cũng phải kiểm tra xem là họ có thực sự hiểu đúng cái nội dung mà mình đang trao đổi hay không, hay là họ đang hiểu sang một cái ý khác. Rồi cái vị trí ngồi cũng cũng cần có cái vị trí ngồi hòa đồng với người mình trao đổi, chứ tránh ngồi theo vị trí cấp bậc, ví dụ ngồi mình thì ngồi trên cao mà người dân thì lại ngồi dưới thấp chẳng hạn như thế, nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách, có cái khoảng cách làm trong cái người trả lời phỏng vấn hoặc cái người dân ấy, người ta cảm giác người ta e dè, người ta không muốn trao đổi hoặc không muốn chia sẻ các thông tin đó. Rồi cần tìm cái cách thúc đẩy hoặc khuyến khích người nói tự tin để mà có thể trao đổi, cũng như là khi mà các bạn
hỏi người bệnh, các bạn đi khám mà các bạn hỏi người bệnh chẳng hạn như thế, hỏi cái quá trình người ta sử dụng thuốc chẳng hạn như thế, ví dụ như là mình ngồi cái không khí nó thân mật, thì mình cũng sẽ tìm hiểu được, hoặc là cái người bệnh người ta cũng dễ dàng người ta trao đổi với mình cái việc mà người ta làm, hoặc là cái các cái thói quen hàng ngày của họ hơn, đúng không? Rồi cả, các bạn chú ý là cũng không ngắt lời. Khi mà trong cái quá trình mà gì nhỉ, đánh giá nhanh hay là phỏng vấn sâu hay thảo luận nhóm ở dưới cộng đồng, thực tế là sẽ gặp rất nhiều các cái trường hợp là người dân, hoặc người dân người ta sẽ nói lan man sang các cái vấn đề khác, không đi đúng cái mục tiêu mà mình cần 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 nói. Thế tuy nhiên thì và cái việc đó nó làm, thứ nhất nó làm cái loãng cái nội dung mình cần bàn luận, cái thứ hai nó làm mất cái thời gian mà mình có thể trao đổi được các cái thông tin cần thiết hơn, thì mình sẽ phải lái những cái người đó về cái nội dung, về đúng cái mục tiêu mình đang trao đổi, nhưng mà không được ngắt lời. Các em cứ tự đặt cái bản thân và bản thân mình ấy, ví dụ mình đang đang nói một vấn đề gì đó, tự dưng bị ngắt lời lại bảo dừng đi chẳng hạn như thế, thì tự dưng mình sẽ cảm thấy là bị cụt hứng, đúng không? Hoặc là mình bị mình sẽ thụt thụt lùi, tức là thụt lại, mình không có thể hiện bản thân, hoặc không có chia sẻ, hoặc là không có nói gì về vấn đề đấy nữa đó. Thế nên là khi mà giao tiếp dưới cộng đồng thì mình sẽ tránh cái việc là ngắt lời người dân, tuy nhiên là đợi người ta nói xong câu đó thì mình lái họ về cái nội dung mà mình đang muốn trao đổi, đang muốn tìm hiểu ha. Đó, đấy là cái việc là giao tiếp bằng ngôn ngữ. Cái thứ hai là trong cái quá trình giao tiếp của các bạn ấy, thì các bạn sẽ thấy là ngoài cái việc giao tiếp bằng ngôn ngữ ra thì còn có những cái giao tiếp phi ngôn ngữ, hoặc là các cái giọng điệu, các cái yếu tố mà trong cái quá trình giao tiếp của bạn, thì sẽ có ngoài lời nói thì sẽ có cường độ giọng nói, rồi các cái cử chỉ, hoặc là các cái giao tiếp phi ngôn ngữ. Thì ví dụ như là trong một cái cuộc giao tiếp thì ngôn ngữ đóng góp khoảng tầm 10% thôi, còn cái cường độ giọng nói của các bạn thì sẽ góp phần khoảng gần 40%, và các cái cử chỉ phi ngôn ngữ của các bạn sẽ góp phần khoảng trên 50%. Các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ thử lấy một cái ví dụ ở trong một cái cuộc tranh luận một cuộc tranh luận, thì nếu mà cái cường độ cùng với một nội dung như vậy, nhưng mà với một cái cường độ giọng nói nhẹ nhàng, thì nó có sẽ hiệu quả nó sẽ khác. Người ta sẽ tìm ra được các cái giải pháp, hoặc là các cái hướng đi, thay vì nếu mà những cái người mà trong cái cuộc họp đó nói với cái giọng cường độ nó to chẳng hạn, rồi nghe có vẻ như là quát tháo chẳng hạn như thế, hoặc là đang khó chịu, thể hiện cái thái độ là khó chịu chẳng hạn như thế, thì cái buổi tranh luận đó nó sẽ có thể tiến triển thành cái cuộc cãi vã đó, ví dụ như thế. Tức là cái hiệu quả của cái việc ngoài cái ngôn ngữ ra, thì cái việc cường độ giọng nói cũng như là các cái giao tiếp phi ngôn ngữ nó đóng cái vai trò rất là quan trọng. Vậy nên là cái khi mà mình nói chuyện với cộng đồng thì cái cường độ giọng nói của mình nó cũng cũng ở mức trung trung thôi. Rồi các cái giao tiếp phi ngôn ngữ thì nó cũng sẽ ví dụ như bao gồm nét mặt này, rồi gật đầu hay khoảng cách, hay là các cái giao tiếp bằng ánh mắt chẳng hạn như thế. Thì ví dụ như là nét mặt thì có các cái nét mặt ví dụ như là thân thiện, cởi mở, hoặc là cau mày, cáu gắt. Thế tuy nhiên là khi mà tham gia các cái hoạt động với cộng đồng, hoặc là khi mà các bạn làm việc với cộng đồng, thì những cái nét mặt mà cáu gắt hoặc là khó chịu, dù hôm đấy mình rất là mệt mỏi, thì cũng không được thể hiện ra. Ha? Mà cái nét mặt thân thiện, cởi mở, đồng cảm chẳng hạn, thì sẽ được sử dụng nhiều trong cái việc là làm việc với cộng đồng. Thường là những cái nét mặt ví dụ cởi mở, thân thiện, cộng rồi đồng cảm, rồi với cái các cái gật đầu chẳng hạn như thế. Gật đầu ở đây là các bạn thể hiện sự hiểu, sự quan tâm, sự hiểu những cái gì mà người đang nói, người đối diện đang chia sẻ với các bạn, rồi nó thể hiện sự đồng cảm, sự thấu hiểu nữa. Thì khi mà những cái buổi trò chuyện, những cái buổi nói chuyện
để tìm hiểu về cộng đồng của mình ấy. Nếu mà nó có những cái sự đồng cảm, những sự thấu hiểu thì cái người nói người ta sẽ nói nhiều hơn, người ta cũng tâm sự nhiều hơn. Cũng giống như các bạn mà đang buồn chẳng hạn, các bạn đi tâm sự chẳng hạn, gặp phải thằng bạn mà thể hiện sự đồng cảm thấu hiểu thì mình cũng cảm giác mình được an ủi phần nào, rồi mình cũng tâm sự với nó nhiều hơn. Còn nếu mà gặp phải cái đứa mà hời hợt chẳng quan tâm, mày nói thì nói, không nói thì thôi, tao cũng không quan tâm, thì tự dưng mình cũng thấy chán, mình cũng không có muốn muốn chia sẻ, hay là cũng không muốn trình bày các quan điểm, hay là nói ra cái đang tâm sự của mình chẳng hạn như thế. Đó, tức là cái nét mặt rồi các cái giao tiếp phi ngôn ngữ nó rất là quan trọng. Rồi khoảng cách nữa, khoảng cách thì cũng không nên đứng quá xa để phải nói mà người đối diện không nghe thấy, nhưng cũng không nên quá gần, nếu gần quá thì nó cũng gây cái sự bất tiện, không thoải mái cho cả mình lẫn cả cái người đối phương, ví dụ như thế. Và ngoài ra hoặc là giao tiếp bằng ánh mắt, giao tiếp ánh mắt nữa, ánh mắt thân thiện, trìu mến chẳng hạn như thế, thì nó cũng sẽ giúp cho cái không khí hoặc là cái buổi nói chuyện nó cũng rất là tốt hơn. Và các bạn sẽ thấy rằng là ngay cả khi các em im lặng ngay cả khi các em im lặng thôi thì các em vẫn đang tiếp tục giao tiếp không lời đối với người đối phương. Khi các bạn im lặng thì ánh mắt hay cử chỉ hay nét mặt của các bạn cũng thể hiện cũng đang giao tiếp với cả đối phương. Ví dụ như ánh mắt mà quan tâm, không nói nhưng mà cái ánh mắt quan tâm, rồi cái cử chỉ gật đầu hoặc là cái chạm tay rất là nhẹ nhàng lên người thì cũng thể hiện là có cái sự đồng cảm đó ha. Nên là do vậy là cái giao tiếp phi ngôn ngữ nó rất là quan trọng. Rồi ví dụ như là trang phục đầu tóc của các bạn khi mà các bạn đi làm việc với cộng đồng nó cũng 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 quan trọng nhiều lắm. Đợt hồi cô đi học thì được chia sẻ một clip rất là hay, khi người ta đóng thế vai trong cái trường hợp là một người đi làm về các cái chương trình phát triển cộng đồng, đi xuống tìm hiểu cộng đồng, hỏi phỏng vấn một bộ câu hỏi. Thế tuy nhiên là cái cách ăn mặc giày dép nó không phù hợp với cái công việc cụ thể là sao? Khi mà người đó đi xuống dưới cộng đồng thì người ta đã đi dép cao gót, và cái việc đi dép cao gót như vậy người ta dẫn đến là gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cái quá trình di chuyển xuống. Cái thứ hai đó là trang phục thì người ta diện một cái áo vest và một cái váy jean, thì cái váy jean thì khi mà di chuyển ấy, vào nhà người dân cũng gặp khó khăn, nó không tạo sự thoải mái. Cái thứ hai là cái áo vest làm cho nó trang trọng quá, làm cho cái buổi nói chuyện nó như là kiểu chất vấn, thì cũng chỉ có là hỏi câu gì đáp câu đấy, và nó không có cái sự gọi là tương tác qua lại. Thực tế thì cái clip đấy rất là hay, xem thì sẽ nhớ nhớ rất là lâu, nhưng mà thực tình là không tìm thấy được cái clip đó để chia sẻ cho các bạn, chứ nhiều khi là những cái hình ảnh ấy nó sẽ ấn tượng cho các bạn và các bạn sẽ nhớ rất lâu, đưa ra được các cái kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà không tìm được cái clip đó, thế nên là chỉ có nói lại cho các bạn vậy thôi. Nên là khi mà mình đi xuống mình cũng phải quan tâm trang phục và đầu tóc, mà không nói thế không có nghĩa là các bạn ăn mặc xuề xòa, không chỉn chu, bởi vì khi mà xuề xòa và không chỉn chu thì người ta sẽ coi thường, tức là mình không tôn trọng cái người đối diện thì cái người đối diện người ta cũng không tôn trọng mình, tức là người ta sẽ cảm giác nghi ngờ vào cái người đối diện. Ví dụ như là các bạn mặc quần short hoặc quần ngắn đi xuống dưới để phỏng vấn cộng đồng hoặc là để giáo dục truyền thông chẳng hạn, đó thì nó cũng không có gây được cái sự thiện cảm hoặc là sự tin tưởng cho cái người dân ở phía dưới cộng đồng. Thế nên là cái trang phục, cái đầu tóc, cách ăn nói của các bạn nó thể hiện rất nhiều, nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong các cái hiệu quả của cái chương trình phát triển cộng đồng. Ở đây là một cái ví dụ. Thì các bạn sẽ thấy rằng là hình ảnh ở đây thì cái không khí thì nó khá là vui vẻ đúng không? Khá là vui vẻ. Thế tuy nhiên thì cái khoảng cách bàn này, rồi cách ăn mặc này thì nó phù hợp với một cái buổi phỏng vấn giữa cái nhà tuyển dụng và cái người đi xin việc hơn là cái việc là mình đi xuống cộng đồng, mình tìm hiểu cộng đồng, mình muốn lắng nghe cộng đồng nói, muốn chia sẻ với cộng đồng, ví dụ như thế thì nó không phù hợp. Đó. Cái khoảng cách bàn, ngồi bàn như thế này thì ở đây cô đưa ra một cái ví dụ. Khi mà các bạn đi xuống, đây là cái bức hình chụp mà
các bạn ấy đi 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 thu thập số liệu, đi phỏng vấn các cái bà mẹ có con dưới 3 tuổi. Trong cái chương trình đánh giá về hiệu quả của cái chương trình can thiệp về nuôi con bằng sữa mẹ. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là bạn cán bộ dự án ở đây thì ăn mặc tạo sự thoải mái khi di chuyển, ví dụ đi giày chẳng hạn như thế, rồi đầu tóc thì gọn gàng, có dây đeo, không biết các bạn nhìn rõ không, thì có cái dây đeo biển tên để có cái sự tin tưởng. Đó. Cái khoảng cách ngồi thì cũng không quá xa mà cũng không quá gần, có sự đối diện ngồi đối diện với nhau để có cái sự trao đổi ánh mắt với nhau. Đó, có cái cử chỉ. Đó, ví dụ ở đây nữa, đây là một bạn ngồi cũng là đi phỏng vấn của đợt đó. Rồi. Khi mà giao tiếp thì các bạn khi mà xuống cộng đồng thì các bạn sẽ gặp một số các cái đối tượng đặc biệt, ví dụ như là các cái đối tượng ví dụ như trẻ em chẳng hạn, hoặc là các cái nhóm dễ bị tổn thương. Cái nhóm dễ bị tổn thương là những cái nhóm gì, ví dụ như là các bạn sẽ thấy có một số nhóm ví dụ như là người già, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, rồi những cái nhóm trình độ học vấn thấp, hoặc là các cái tài chính kinh tế thấp chẳng hạn, hoặc là những cái nhóm người mà ví dụ như mắc các cái bệnh HIV/AIDS, người ta dễ bị kỳ thị ấy. Đó. Thì với những cái đối tượng mà đặc biệt như vậy thì cái việc mà mình giao tiếp mình cũng cần phải để ý hơn. Mình cần phải quan sát, mình cần phải lắng nghe. Quan sát gì? Quan sát xem là đối phương, quan sát xem là cái người đối diện với mình họ có thoải mái khi khi trò chuyện hay không, có cảm giác tự tin hay không, để mình có thể là tạo cái môi trường thân thiện, khuyến khích họ tham gia vào cái hoạt động mà chia sẻ thông tin với mình. Rồi mình thể hiện cái sự lắng nghe, tôn trọng các cái ý kiến của họ, tôn trọng các cái văn hóa vùng miền, những cái ý kiến của họ thì mình đều tôn trọng, chứ không có cái thái độ là dè bỉu, hay là ví dụ như là người ta chia sẻ thì bạn nói rằng là ôi cái này dễ thế mà sao chị không biết đó, ví dụ như thế, hoặc là không, cái ý kiến của chị là bị sai rồi, cái đấy là không đúng. Mặc dù là có thể người ta chia sẻ cái ý kiến nó không phù hợp hoặc là không đúng, tuy nhiên thì mình đều tôn trọng các cái ý kiến của người dân dưới cộng đồng. Lấy ví dụ tự bản thân mình đi, vì khi mà mình trả lời phỏng vấn hoặc là mình trả lời bài bài giảng chẳng hạn, thì nếu mà khi mà các bạn trả lời mà cô nói không, ý kiến của em là sai rồi, em suy nghĩ như thế là không được, thì các bạn còn có hứng thú để mà chia sẻ tiếp cái suy nghĩ của các bạn hoặc là các cái quan điểm của các bạn nữa không? Hay là các bạn cảm thấy tự ti luôn, không thấy, không muốn nói gì nữa, cảm giác là lo lắng. Đó, ví dụ thế. Thì khi mà giao tiếp với cộng đồng, xuống cộng đồng thì mình sẽ tôn trọng các cái ý kiến. Các cái môi trường thì nó thoải mái và cần có các cái thời gian. Khi mà phỏng vấn các cái đối tượng khác không sao, nhưng với những cái đối tượng mà đặc biệt đấy, đối tượng thì cần phải có thời gian, bởi vì nhiều khi với cùng cái nội dung đó, những người mà trình độ văn hóa cao chẳng hạn, mình chỉ cần nói một lần thôi là người ta hiểu rồi. Thế tuy nhiên là có những cái người mà trình độ văn hóa thấp, hoặc là những người dân tộc thiểu số, hoặc là những cái người mà học vấn thấp, chưa chưa đi học chẳng hạn như thế, thì họ mình nói cùng cái nội dung đó họ không hiểu thì mình cần phải nhẫn nại, nhẫn nại để mà mình giải thích để cho người ta hiểu, và mình cần thời gian để họ suy nghĩ, họ đưa ra các cái quan điểm của mình hoặc là họ chia sẻ các cái ý kiến của mình ha. Rồi, trong cái việc khi mà các bạn xuống dưới cộng đồng thì đầu tiên là các bạn giao tiếp với người dân dưới cộng đồng đó, và để mà tìm hiểu về cộng đồng đó, để biết về cộng đồng đó, về để biết về cái người bệnh đó, thì các bạn phải đặt câu hỏi, các bạn sẽ phải hỏi hỏi họ, hỏi đối tượng, hỏi cộng đồng, hỏi người bệnh, thì các bạn phải cần có cái kỹ năng đặt câu hỏi, chứ không phải là mình thích mình hỏi gì thì mình hỏi, mà nó sẽ có kỹ năng. Thì đầu tiên thì trong giao tiếp thì thường có các cái loại câu hỏi sau. Thì đầu tiên đó là cái câu hỏi mở. Thì câu hỏi mở này là sao? Câu hỏi mở là cái câu hỏi mà để cho cái người trả lời ấy, người ta trình bày được
người ta nêu ra được các cái ý kiến hoặc là các cái hiểu biết của họ, và cách mình đặt câu hỏi, thay vì mình cứ đặt câu hỏi có hay không, anh chị có sử dụng thuốc này hay không, có hay không, rồi anh chị có uống thuốc đều hay không, thì mình sẽ hỏi là cái việc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp của anh chị hiện giờ là như thế nào. Đó, tức là mình để cho người ta có thể tự do thoải mái trình bày cái tình trạng của họ, hoặc là các cái kiến thức hoặc là cái hiểu biết của họ, thay vì mình hỏi từng câu một, hỏi từng câu một. Nhiều khi là thứ nhất là nhiều khi thiếu nội dung, cái thứ hai là sẽ gây sự nhàm chán. Còn ở đây mình cứ để câu hỏi mở để họ có thể thoải mái, họ tự do mình họ trình bày các cái quan điểm của mình đó. Hoặc là ví dụ như là anh đánh giá khi mà các bạn xuống dưới trạm chẳng hạn, các bạn muốn tìm hiểu về tình hình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp dưới trạm y tế, thì các bạn có thể hỏi cái anh nhân viên y tế mà quản lý chương trình, thì anh đánh giá cái chương trình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp dưới trạm y tế hiện nay là như thế nào, có những thuận lợi hay là có những cái khó khăn gì, ví dụ như thế. Tức là các bạn để câu hỏi mở để cho người ta có thể tự đưa ra các ý kiến cá nhân của họ. Cái loại câu hỏi thứ hai đó là loại câu hỏi thăm dò. Câu hỏi thăm dò này ấy, thì là cái loại câu hỏi mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn về một vấn đề nào đó mà mình cần biết. Ví dụ như là khi mà các bạn xuống dưới một cái địa bàn đó mà các bạn thấy rằng các bạn qua qua sổ sách hoặc là qua qua phỏng vấn cán bộ y tế, các bạn thấy rằng là người ta lựa chọn cái dịch vụ trích ngừa và tiêm trích ngừa dịch vụ nhiều hơn là thay vì là đến trạm y tế để sử dụng cái chương trình tiêm chủng mở rộng chẳng hạn như thế, thì mình muốn tìm hiểu cái lý do tại sao, vì sao lại có cái tình trạng đấy, thì mình sẽ hỏi những cái bà mẹ mà đưa con đi tiêm, hoặc là các cái bà mẹ mà có con trong độ tuổi đi tiêm chủng, thì mình sẽ hỏi là tại sao mà anh chị lại lựa chọn cái trích ngừa dịch vụ thay vì là tới trạm để trích ngừa đó cho bé. Thì đó là một câu hỏi thăm dò, mình đưa ra các cái lựa chọn xong mình thăm dò xem là để tìm hiểu sâu hơn cái vấn đề đó là tại sao mà người ta lựa chọn cái lựa chọn này thay vì là cái lựa chọn kia hạn như thế. Và thông qua và thông thường thì cái câu trả lời của cái câu hỏi thăm dò này nó sẽ giúp cho các em này rồi hiểu một cách thấu đáo hơn về vấn đề đang gặp phải dưới cộng đồng đó, ví dụ thế. Cái loại thứ ba là câu hỏi gợi ý. Gợi ý là sao? Gợi ý là cái nội dung câu hỏi đã được phần nào gợi ý cho người trả lời, hoặc là cái mong muốn của cái người điều tra viên ấy, hoặc là mong muốn của cái cán bộ dự án ấy, mong muốn người ta trả lời theo cái chiều hướng đó. Ví dụ như là ví dụ như là khi mà các bạn phỏng vấn các phụ nữ trong độ tuổi sinh sinh đẻ đi từ 15 đến 49 về cái việc là sử dụng các biện pháp tránh thai chẳng hạn như thế, thì cái mong muốn của mình là mình muốn thu các cái bất lợi, cái hạn chế của việc sử dụng viên thuốc tránh thai. Thì lúc đó mình sẽ hỏi những cái câu theo cái chiều hướng mong muốn cái người trả lời các cái bất lợi của cái sử dụng viên thuốc tránh thai. Thì mình sẽ hỏi ví dụ như là khi mà sử dụng các cái sử dụng viên thuốc tránh thai ấy, thì chị có gặp các cái bất lợi hoặc là các cái hạn chế, hoặc là chị có gặp những bất lợi gì không, ví dụ như thế. Thì đấy là cái câu hỏi gợi ý đó, tức là mình định hướng, mình gợi ý một phần nào đó, hoặc mình mong muốn cái người trả lời, người ta trả lời theo cái hướng đó, thì nó là cái câu hỏi gợi ý. Thế tuy nhiên thì khi đây là các cái loại câu hỏi trong cái giao tiếp, thế tuy nhiên là trong cái quá trình làm việc với cộng đồng ấy, trong các cái hoạt động mà làm việc với cộng đồng ấy, thì người ta sẽ sử dụng hai cái loại câu, đó là câu hỏi mở và câu hỏi thăm dò nhiều hơn. Và thường thì mình sẽ cố gắng sử dụng các cái câu hỏi mở
và rồi kèm theo đó là những cái câu hỏi thăm dò đó, thì phối hợp hai cái câu này thì nó sẽ giúp cho các bạn là thu thập được các cái thông tin nó tốt nhất. Còn các cái câu hỏi gợi ý thì thường thì ít ít được sử dụng hơn, tuy nhiên vẫn là có sử dụng nhá, nhưng mà ít ít được sử dụng hơn khi mà mình biết là nó theo một cái chiều hướng nào đó rồi mình muốn tìm hiểu sâu hơn về cái chiều hướng đó thì mình mới sử dụng các câu hỏi gợi ý. Đó. Đây là có ba cái loại câu hỏi, và trong cái việc là làm việc với cộng đồng thì mình sẽ sử dụng nhiều cái câu hỏi mở hoặc là câu hỏi thăm dò nhiều hơn. Và một cái câu hỏi tốt thì kiểu thì phải cần sao cái câu hỏi tốt của các bạn thì nó cần phải mang tính trung lập. Các bạn sẽ không thể hiện là cái quan điểm của mình ở đó. Mình đưa ra cái nội dung hỏi và để cho cái người phỏng vấn hoặc là cộng đồng hoặc người dân và trả lời. Và nội dung hỏi thì cần phải rõ ràng, ngắn nhưng mà đầy đủ, rõ ràng, tránh hỏi những cái câu hỏi mà dài. Ví dụ như là khi mà bạn hỏi một câu hỏi rất là dài, đọc đến 4-5 phút mới hết cái câu hỏi đó thì nhiều khi họ còn chưa nắm bắt được cái ý mình hỏi là gì để mà người ta trả lời. Do vậy là cái nội dung hỏi thì cần phải rõ ràng, ngắn, ngắn nhưng mà phải đầy đủ, và dùng những cái từ dễ hiểu. Tránh dùng những cái từ ví dụ như từ hàn lâm hoặc các cái từ academic thì khi mà xuống dưới cộng đồng người ta sẽ rất là khó hiểu, không hiểu được. Ví dụ như là khi các bạn làm về mũi sốt xuất huyết, khi các bạn làm về bệnh sốt xuất huyết chẳng hạn, thì khi xuống cộng đồng các bạn sử dụng từ mũi vằn thì nó sẽ phổ biến và người ta sẽ biết ngay, thay vì là các bạn sử dụng tên là mũi Andes hay là tên khoa học của nó chẳng hạn như thế, thì nhiều khi người ở dưới cộng đồng người ta sẽ không biết, mà mình sẽ phải sử dụng những cái từ dễ hiểu, từ dân gian đó. Ví dụ như thế, ví dụ như là đấy, ví dụ như là nơi thì sử dụng là tầng sinh môn, nơi thì sử dụng cửa mình chẳng hạn như thế, tức là các bạn phải sử dụng từ từ ngữ cho nó dễ hiểu, tránh các cái từ hàn lâm, các cái tên khoa học, ví dụ như thế. Xin lỗi các bạn một chút. Rồi chúng ta tiếp tục. Và cái câu hỏi thì nó phải mang tính lịch sự, tôn trọng người đối diện, để mà mình nhận được các cái nội dung hoặc là các cái thông tin cần thiết của cái cuộc trao đổi đó. Đấy là các cái yêu cầu của một cái câu hỏi tốt, cần phải có các cái tiêu chí như vậy. Rồi cái kỹ năng thúc đẩy. Kỹ năng thúc đẩy thì vai trò của bạn trong các cái thúc đẩy của cộng đồng tham gia thực sự có hiệu quả khi mà bạn sẽ là cái người thúc đẩy cái nội dung trong các cái cuộc trao đổi. Khi mà các bạn làm các cái phỏng vấn sâu hoặc là thảo luận nhóm hay là phỏng vấn thì các bạn phải khuyến khích cái sự tham gia, đưa ra các câu hỏi hoặc cái lời giải thích làm sáng tỏ các cái nội dung thảo luận, hoặc là khuyến khích cái người tham gia trả lời những cái câu hỏi của mình, tránh cái trường hợp mà người ta thái độ hời hợt hay là thờ ơ chẳng hạn như thế, thì cái nội dung mình thu thập về nó rất là ít, nó còn rất là nghèo nàn, nó không phục vụ được nhiều cho cái hoạt động tìm hiểu về cộng đồng của mình. Rồi ví dụ như mình còn phải quan sát, điều chỉnh hợp lý cái sự tham gia của thành viên. Ví dụ trong cái phỏng vấn sâu thì không nói, nhưng cái thảo luận nhóm chẳng hạn thì là gồm rất là nhiều người, có rất nhiều từ các thành phần, ví dụ như là về trình độ học vấn thì cũng có sự khác biệt, có những người trình độ học vấn cao, có những người trình độ học vấn thấp, hoặc là về tính cách có những người thì rụt rè, hoặc có những người thì rất là xông xáo trong cái việc là trình bày quan điểm. Nhưng mà nếu mà các em mà để cho những cái người mà chỉ có một người hoặc hai người trình bày quan điểm thì cái cuộc thảo luận nhóm đó nó không đưa ra được nhiều các cái ý kiến hoặc là nhiều luồng quan điểm, hoặc là các cái mình sẽ không tìm hiểu được các cái quan điểm hoặc các cái ý kiến của những cái nhóm người yếu thế hơn, từ những cái nhóm ví dụ như là trình độ học vấn thấp, những người đấy người ta có nhu cầu nhiều, hoặc là những cái người mà có sự
tự ti hoặc rụt rè thì mình phải quan sát để mình điều chỉnh. Ví dụ mình thấy cái người nào mà ít chia sẻ thì mình có thể hỏi người ta, mình có thể đưa câu hỏi người ta, thì mình đó, ví dụ như thế. Rồi giải quyết cái thắc mắc của người dân khi họ chưa rõ. Đó. Rồi các cái cuộc thảo luận thì nhiều khi nó đi ra ngoài cái mục tiêu, cái nội dung mình đang cần tìm hiểu, thì mình cũng phải lái người ta một cách khéo léo để mọi người lại tập trung về cái mục tiêu của mình. Nên là cái các bạn, các em á, khi trong cái các cái cuộc thảo luận nhóm ấy là giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là duy trì cũng như là thúc đẩy cái nội dung, các cái cuộc nội dung mà chia sẻ trong cái buổi thảo luận đó. Ngoài cái kỹ năng thúc đẩy ra thì mình sẽ phải có các cái kỹ năng lắng nghe và ghi chép. Thì cái kỹ năng lắng nghe và ghi chép này á, thì mình trong cái quá trình mà mình làm việc với cả người dân, cộng đồng, thì cái việc lắng nghe mình thể hiện là cái sự chia sẻ với người dân. Thì để chia sẻ với người dân thì mình thể hiện rằng là mình hiểu được cái cuộc sống của họ, những thiếu thốn, những cái điều kiện sinh hoạt hay làm việc của họ, hay là cái tình trạng mà họ đang gặp phải, hoặc là các cái vấn đề mà về bệnh tật của họ họ đang gặp phải chẳng hạn như thế. Nhiều khi họ không tuân thủ điều trị thuốc không phải vì là họ thiếu kiến thức, mà có thể là vì vì về tài chính, hoặc là về hoàn cảnh gia đình, hay là về bất kỳ một lý do nào khác. Do vậy là mình sẽ lắng nghe, mình chia sẻ, mình thông cảm, mình thấu hiểu và tôn trọng những cái cố gắng của người dân cũng như cộng đồng. Ví dụ như là một người bệnh đến gặp các em thì mình sẽ phải thể hiện là những cái tôn trọng, những cái cố gắng của họ, mặc dù là có thể là họ huyết áp họ không có đạt được theo đúng như mong muốn của mình, nhưng mà họ đã cố gắng trong việc tuân thủ điều trị chẳng hạn, hoặc là họ có không tuân thủ điều trị thì họ cũng đã cố gắng đến gặp mình theo cái lịch hẹn chẳng hạn như thế. Thì mình phải tôn trọng những cái cố gắng của người dân và cũng như là của cộng đồng, cũng như các bạn đi học thì giảng viên cũng tôn trọng những cái cố gắng của các bạn trong cái việc các bạn đi học. Ví dụ như là trong cái học này, học muộn như thế này mà các em vẫn tham gia, thì là thực sự là đấy là một sự cố gắng rất nhiều khi mà các bạn đã phải đi thực tập lâm sàng rồi về còn phải ngồi nghe nữa, thì thực sự là giảng viên thấy rất là tôn trọng những cái cố gắng của các bạn đó, ví dụ như thế. Rồi không chỉ trích hay phê phán các hoạt động địa phương khi mà các bạn làm, thì nếu mà giả sử mình chỉ trích hoặc mình phê phán thì nó sẽ đưa ra các cái tác dụng rất là tiêu cực cho người bệnh cũng như cho các cái hoạt động tại địa bàn. Ví dụ mình đến mà mình chê người người bệnh rằng là anh không tuân thủ điều trị, anh không thế này, anh không thế kia, thì làm cho người dân người ta cảm giác là người ta tự dưng người ta mất mất cái gọi là gì ta, mất cái tâm lý mà có thể là tốt để mà có thể tuân thủ điều trị ấy. Ví dụ thế, khi mà động viên, khi mà làm cái gì thì gặp cái việc động viên nó cũng sẽ tốt hơn, nó sẽ thúc đẩy cái việc đấy nó tiến triển tốt hơn, thay vì là mình chỉ trích, mình phê phán. Đó. Rồi chia sẻ với người dân, nó là cái phương pháp mà xây dựng niềm tin ở họ. Họ thấy rằng là các cái cán bộ hoặc các nhân viên y tế xuống đây, người ta hiểu được những cái vấn đề của họ, hiểu được cái cuộc sống của họ, hoặc là hiểu được những cái thiếu thốn của họ, thì họ cũng sẽ có niềm tin vào nhân viên y tế hơn, hoặc là họ cũng có niềm tin vào cái bác sĩ điều trị của họ hơn, ví dụ thế. Đây đây là một cái lần mà đi dự án thì cái việc các bạn nam ấy, các bạn ấy chia sẻ cái công việc chăm em bé thay cho các cái bà mẹ, để các bà mẹ có thể ngồi để trả lời phỏng vấn, bởi vì nhiều khi các cái bé này ấy, nó ảnh hưởng, nó có thể là nó quấy hoặc nó khóc chẳng hạn như thế trong quá trình phỏng vấn, thì nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái cuộc phỏng vấn, hoặc làm cho bà mẹ sốt ruột trả lời phỏng vấn qua loa để cho xong. Thế nên là các bạn nam, các bạn vào, các bạn ấy bế bế bé chăm chăm bé, hỗ trợ cho các bà mẹ đó. Ví dụ đây là mình có thể là một cách để mình chia sẻ với người dân, hoặc chia sẻ với cộng đồng cái nơi mà mình đang can thiệp các cái hoạt động đó. Rồi, ngoài ra là cái kỹ năng lắng nghe, cần phải cái sự quan sát và sự lắng nghe. Thì cái quan sát nó là công cụ mà giúp cho các em thu nhận hoặc là phân tích cái tình hình địa phương qua qua cái con mắt của bản thân mình. Và đây cách mà các em quan sát thì nó sẽ đi từ tổng
tổng thể cho đến cụ thể từng cái hoạt động một. Thì khi mà mình quan sát tổng hợp thì các bạn sẽ thấy được là nhìn có một cái nhìn tổng thể về địa phương. Ví dụ như là các bạn sẽ quan sát tổng thể ở đây thì có thể là các bạn từ sổ sách chẳng hạn như thế, hoặc là các bạn xem các bạn sẽ thấy là à cái số liệu của bệnh tật ra sao, rồi quan sát về tình hình kinh tế, hoặc là quan sát về các cái phân bổ về địa lý chẳng hạn như thế, các bạn sẽ thấy là à cái tình hình địa phương đấy nó như thế nào, hoặc là các bạn sẽ đưa ra được các cái giải pháp nó phù hợp với, xây dựng được các cái giải pháp mà nó phù hợp với cái địa phương đó. Và cái việc quan sát tổng hợp này thì nó yêu cầu cái sự hiểu biết và kiến thức tổng hợp đối với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, thì thường cái này là các cái chuyên gia người ta sẽ có cái quan sát tổng tổng quát để thấy rằng là à ở cái địa bàn này thì nó phù hợp với các cái chương trình này chẳng hạn như thế. Rồi quan sát từng cá thể, từng hoạt động riêng biệt để đánh giá, giúp cho các em hiểu sâu hơn, kỹ hơn về cái thực trạng hoặc là tiến trình của từng vấn đề của từng cá thể. Ví dụ như là quan sát trên từng người bệnh chẳng hạn như thế, thì các em sẽ thấy rằng là ở từng cái bệnh nhân này thì người ta sẽ có các cái thói quen ăn uống hoặc là các cái hành vi ra sao được trên từng cá thể để mình có thể hiểu sâu hơn của đối với từng người. Đó. Và ngoài cái việc quan sát thì mình phải có cái kỹ năng là lắng nghe nữa. Mình sẽ lắng nghe các cái luồng ý kiến, quan điểm của nhiều đối tượng để mình có thể tổng hợp được là à hiện giờ cái địa bàn này nó đang gặp vấn đề gì, đối với những cái nhóm đối tượng này thì có nhu cầu như thế nào, đối với những cái nhóm đối tượng khác thì có nhu cầu ra sao. Bởi vì thực tế ở dưới cộng đồng thì nó có rất, trong cùng một cộng đồng nhưng mà nó có rất nhiều các cái nhóm đối tượng, ví dụ như là các cái nhóm đối tượng có thu nhập cao chẳng hạn, nó cũng có nhu cầu khác so với những cái nhóm đối tượng thu nhập thấp, thì người ta cũng sẽ có cái nhu cầu thấp, nhu cầu khác. Do vậy là mình cần phải lắng nghe và tổng hợp các cái ý kiến và ghi chép. Thì thực tế thì khi mà làm việc ở dưới cộng đồng thì các bạn không thể nào mà nhớ tất cả được các cái thông tin khi làm việc với cộng đồng, bởi vì là thực tế trong cùng một thời điểm các bạn phải thu thu nhận rất nhiều các cái nguồn thông tin, các nguồn thông tin từ từ phía chính quyền hay các nguồn thông tin từ người bệnh, rồi các nguồn thông tin từ nhân viên y tế chẳng hạn như thế, thì các bạn không thể nào mà nhớ hết được. Thì mình sẽ phải làm gì, mình phải có cái sổ ghi chép. Ngoài ra thì bây giờ các bạn sử dụng các cái công nghệ hiện đại rồi thì có thể là sử dụng điện thoại, thế nhưng mà phải phải có cái hoạt động là ghi chép lại, và ghi chép lại cái này thì các bạn có thể là ghi các cái ý chính. Và ngoài ra thì mình có thể sử dụng máy thu âm. Tuy nhiên là cái việc sử dụng máy thu âm này này thì phải xin phép cái người dân, và khi họ đồng ý rồi thì mình mới được được phép sử dụng. Thì cái việc ghi chép này nhiều khi trong cái quá trình phỏng vấn thì họ có những cái câu hỏi mở, đưa ra các cái ý tưởng hoặc các cái quan điểm, và khi mà mình ghi chép lại được mà mình muốn hỏi sâu hơn thì mình sẽ không bị sót các cái ý đó. Đó, thế nên là cái ghi chép này nó rất là quan trọng ha. Rồi, cái thái độ của người làm cộng đồng thì như thế nào? Thì thực tế thì khi mà làm việc với cộng đồng ấy, thì như lúc đầu cô nói là mình như kiểu người lạ nước lạ cái đến với cộng đồng. Thì thực tế là khi làm việc cộng đồng thì mình như là người vừa làm vừa học. Học ở đây là học gì? Học ở đây là học các cái kiến thức, hoặc là các cái kỹ năng, hoặc các cái hiểu biết, hoặc là các cái phong tục tập quán, hoặc các cái nguồn thông tin ở dưới cộng đồng tại cái địa bàn đó, tại cái địa phương đó. Mình cũng hiểu được rằng là à ở dưới này người ta ra sao, văn hóa người ta như thế nào, phong tục tập quán người ta như thế nào. Bởi vì làm cái về cộng đồng ấy, thực tế là không phải cái gì mình cũng sâu đâu, mình đi vào cái vấn đề nào rồi mình mới tìm hiểu, mình biết được vấn đề đó. Nên là làm với cộng đồng thì là vừa làm và vừa học đó, vừa là người thực hiện mà lại vừa là người học. Học ở đây là học các cái kiến thức, các cái thông tin ở dưới cộng đồng đó, thì học thông qua các cái hành động là cái con đường nhanh nhất trong làm việc, trong các cái hoạt động mà phát triển cộng đồng. Có đi xuống cộng đồng thì các bạn mới biết rằng là à ở dưới cộng đồng này người ta có phong tục tập quán ra sao. Ví dụ như khi các bạn đi miền Trung chẳng hạn, các bạn làm về các cái chương trình liên quan đến sức khỏe bà mẹ
thì các bạn sẽ thấy có một số các cái phong tục tập quán ở dưới cộng đồng. Ví dụ như là ví dụ như là trong cái thời gian ở cữ chẳng hạn như thế, thì cái người phụ nữ và cái đứa bé thì sẽ được đưa ở một cái phòng riêng, và tất cả các cái phòng đã, tất cả các cái lỗ trong cái phòng đó sẽ được bịt kín hết, tức là bị là tránh gió. Rồi ví dụ như người ta sẽ không tiếp xúc với nam giới trong cái giai đoạn đó chẳng hạn như thế. Thì khi mà các bạn làm các cái chương trình can thiệp hoặc là các cái hoạt động mà thu thập số liệu liên quan đến những nhóm đối tượng đó, thì các bạn cũng có kinh nghiệm rằng là kinh nghiệm là với những cái nhóm đối tượng như đó thì mình cần phải có những cái cán bộ dự án là nữ chẳng hạn như thế, hoặc là mình phải xuống tận nhà những cái đối tượng đó để mình truyền thông, hoặc là mình làm việc, hoặc là mình thu thập số liệu, chứ không phải là mình gọi người ta lên trạm y tế để làm việc như các cái đối tượng phụ nữ mà có con ngoài cái thời gian ở cữ ra. Đấy, ví dụ như thế. Thì khi các bạn đi xuống thì các bạn học rất là nhiều, học rất là nhiều. Thực tế thì các thầy cô dạy ở ở trên trên trường ấy chỉ là dạy các kiến thức cơ bản thôi. Hay tuy nhiên là khi xuống cộng đồng thì các bạn sẽ học rất nhiều muôn muôn màu muôn sắc về về các cái muôn màu muôn sắc trong cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe. À, người dân thì hiểu biết nhiều và ít cơ hội, thì cái phát triển cộng đồng này thì ngoài nó không chỉ là nó giới hạn trong các cái hoạt động về về y tế, về sức khỏe, mà nó còn có các cái hoạt động liên quan đến nông nghiệp hay công nghiệp hay trồng trọt thế nữa. Thế nên là cái người dân người ta mới hiểu rõ được cái đời sống và cái công việc của họ hơn ai hết. Mình đến đó nhiều khi mình không không nắm bắt, mình không hiểu được cái địa bàn đó bằng cái người dân ở đó, thì họ chỉ thiếu cái điều kiện và cơ hội để thể hiện thôi. Nhiều khi có các cái chương trình về 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 trồng trọt chẳng hạn, thì khi mà các cái kỹ sư đi xuống đó thì chưa chắc người ta đã hiểu được cái thổ nhưỡng, hoặc là người ta hiểu được cái tình trạng phù hợp với cái cây trồng nào bằng cái người dân ở đó. Đó, thế nên là cái người dân thì thực tế không phải là họ không biết đâu, họ không phải là hiểu biết ít đâu, mà họ hiểu biết nhiều và họ hiểu biết về cái cộng đồng của họ, và mình phải học ở cái người dân đó là về những cái kiến thức về cái cộng đồng đó, và thông tin kiến thức của người dân thì rất là quý giá. Hành vi và thái độ của các em khi mà làm việc với cộng đồng thì nó sẽ là ở cái chia sẻ để được thông cảm. Thì khi mà nhận được cái việc chia sẻ và thông cảm, thì cái mối quan hệ giữa nhân viên y tế hay là mối quan hệ giữa người làm dự án với cộng đồng nó cũng 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 thân thiết hơn. Rồi cái thái độ là vừa học vừa làm lúc nãy, và tôn trọng mọi sự khác biệt, tôn trọng văn hóa, tôn trọng phong tục tập quán của họ. Khi mà các bạn xuống cộng đồng, không thể nào các bạn thấy là có những cái cộng đồng người ta có cái phong tục là khi mà các bạn đi các khu vực miền núi chẳng hạn, họ sẽ có các cái phong tục tập quán trong cái việc sinh đẻ. Ví dụ như là người ta có phong tục đẻ ngồi chẳng hạn như thế, thì họ mình không thể nào xuống đấy và mình gạt phăng là không được tiếp tục cái phong tục đó, phải đến bệnh viện, phải đến trạm xá, phải thế này cái kia đẻ. Thì thực sự nếu mà làm như thế, nếu mà can thiệp như thế, thì thực sự là cái đấy nó không hiệu quả, và nó hỏng, nó không có hiệu quả, và người dân sẽ không nghe. Thế tuy nhiên mình kết hợp là mình vẫn giữ cái phong tục là đẻ ngồi, tuy nhiên là mình hỗ trợ cho những cái người có chuyên môn, các cái bà đỡ có các cái gói đẻ sạch hoặc là các cái dụng cụ về để hỗ trợ cho các cái phụ nữ sinh đẻ theo cái vẫn cái theo phong tục đó. Thế nhưng mà có người hỗ trợ thì nó cũng sẽ giảm các cái sang chấn trong khi đẻ, nếu mà không có người hỗ trợ, hoặc là các cái họ gọi là gì nhỉ, nhiễm trùng rốn chẳng hạn như thế, và nếu mà cắt bởi các cái thiết bị không sạch, không được khử khuẩn đó. Đấy, tức là mình phải tôn trọng các cái sự khác biệt, mình tôn trọng văn hóa, mình tôn trọng phong tục tập quán của họ, thì khi mà mình làm cộng đồng nó mới hiệu quả được. Biết nói, biết làm đúng lúc và đúng nơi. Rồi, ở đây thì có một cái mô hình gọi là mô hình xây dựng mối quan hệ với cộng đồng. Thì khi các bạn xuống dưới làm cộng đồng thì các bạn phải xây dựng cái mối quan hệ với cộng đồng. Thì cái này nó là một cái chu trình hoạt động phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân. Thì các bạn sẽ thấy là cái đầu tiên đó là xây dựng mối quan hệ. Đầu tiên quan trọng nhất nó là cái sự xây dựng mối quan hệ. Thì
mối quan hệ của các bạn có tốt thì công việc của các bạn mới thuận lợi. Còn nếu mà khi mà các bạn xuống cộng đồng mà mối quan hệ của bạn không tốt, nó không có thiện cảm thì rất là khó khăn. Ví dụ như bạn đi xuống dưới trại, rồi chúng mình rồi chúng ta tiếp tục bài học ha. Cũng sắp xong rồi. Xin lỗi các bạn. Thì cái chu trình cái hoạt động phát triển cộng đồng mà có sự tham gia của cộng đồng ấy, thì các bạn thấy là đầu tiên ấy thì sẽ có là xây dựng các cái mối, đầu tiên là xây dựng mối quan hệ, và từ xây dựng cái mối quan hệ thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái thực tế của địa phương ra sao. Thứ hai, sau khi tìm hiểu được cái thực tế của địa phương như thế nào rồi thì chúng ta sẽ phân tích các cái vấn đề, phân tích cái vấn đề đó để tìm hiểu xem rằng là cái nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc rễ, hoặc là chúng ta cần can thiệp ở đâu để mà giải quyết được cái vấn đề đó, hoặc là cũng như là cái bệnh của cái bệnh mà của người bệnh của các bạn ấy thì là nguyên nhân là ở đâu, và mình cần cái xây dựng cái kế hoạch can thiệp như thế nào, hoặc cái phương pháp điều trị ra sao để cho nó phù hợp. Sau khi mà mình xây dựng được cái kế hoạch xong rồi thì mình sẽ thực hiện và giám sát. Thì cái giám sát ở đây thì là có là cái sự hỗ trợ của các cái người chuyên gia chuyên môn, người ta sẽ hỗ trợ trong cái việc thực hiện. Và sau khi thực hiện thì sẽ có cái hoạt động là đánh giá, rồi phản hồi lại, và từ các cái phản hồi đánh giá xem rằng là với các cái giải pháp như vậy, các cái can thiệp như vậy, liệu rằng nó có phù hợp với cái cộng đồng địa phương đấy hay không, và nó có hiệu quả hay không, có cần thay đổi gì so với cái cộng đồng đó. Và từ đó là mình lại xây dựng được cái mối quan hệ khăng khít hơn với cái nhóm cộng đồng đó. Thế nên là bạn thấy, các bạn sẽ thấy nó là một cái chu trình vòng tròn, và ở đây có sự tham gia của cả 6 cái bước này thì đều có sự tham gia của cả cộng đồng hết, chứ không có cái bước nào là không có cái sự tham gia của cả cộng đồng, không có sự tham gia của cộng đồng ha. Thì cái nguyên tắc mà xây dựng cái mối quan hệ ở đây thì có nguyên tắc ba cùng, thì cùng ăn, cùng ở và cùng làm. Thì cái nguyên tắc này ấy, thì đối với cái những người mà làm phát triển cộng đồng thì người ta sẽ sử dụng các cái nguyên tắc này rất là nhiều. Ví dụ như các cái tổ chức phi chính phủ, khi người ta các triển khai các cái dự án can thiệp thay đổi các cái hành vi hoặc là can thiệp xuống dưới cộng đồng, thì người ta sẽ đưa ra các cái cán bộ nằm vùng, người ta gọi là cán bộ nằm vùng, để cùng ăn, cùng ở, cùng làm, để mà có thể là tiếp cận được với người dân, tạo cái mối quan hệ thân thiết, tạo sự tin tưởng, rồi mình tìm hiểu được cái cộng đồng của mình đang can thiệp như thế nào, rồi các cái hoạt động mình can thiệp trên cái cộng đồng đó người ta sẽ đánh giá thường xuyên theo kỳ hoặc theo tháng, để mà người ta thấy ta có cái sự nắm bắt tốt nhất trong cái việc triển khai các cái hoạt động đó. Rồi nguyên tắc bình đẳng giữa các bên thì là
bên bên triển khai các cái hoạt động cũng như là bên nhận các cái chương trình của hoạt động thì đều có sự bình đẳng hết, chứ không chỉ phải là bên cho hay bên nhận. Ở đây có sự bình đẳng rõ ràng và minh bạch và đảm bảo các cái lợi ích chung giữa các cái nhóm. Ví dụ như trong cái cộng đồng thì giống như lúc nãy cô đã chia sẻ thì sẽ có những cái người thu nhập cao, hoặc có những người thu nhập thấp, hoặc là những người trình độ học vấn cao, hoặc những người trình độ học vấn thấp, hoặc có những cái nhóm bị yếu thế sẽ tổn thương chẳng hạn như thế. Thì những cái lợi ích giữa các cái nhóm này đều như nhau, đều công bằng như nhau, đều bình đẳng như nhau. Ví dụ như chương trình tiêm chủng mở rộng thì người có thu nhập cao, nhà giàu hay nhà nghèo, hay là người có trình độ học vấn thấp thì đều được tham gia cái chương trình tiêm chủng mở rộng, chứ không có phân biệt bất kỳ đối tượng nào ha. Như là đảm bảo lợi ích chung giữa các nhóm, giữa các hộ gia đình và xây dựng niềm tin, tôn trọng lẫn nhau. Đó, trong các cái hoạt động giữa trong các cái hoạt động về phát triển cộng đồng hay là các cái hoạt động mà các em làm với cộng đồng sau này thì luôn luôn là phải nhớ cái xây dựng niềm tin và cái việc tôn trọng đối với cộng đồng của mình. Có cộng đồng có tin tưởng mình thì mình mới triển khai được các cái hoạt động, hoặc là mình mới đưa ra được các cái phương pháp. Ví dụ mình đưa ra các cái liệu trình điều trị thì người người bệnh mà có tin tưởng thì họ mới tuân thủ điều trị, họ mới làm theo, đúng không? Các cái nội dung mà cần xây dựng mối quan hệ thì các cái nội dung đó, đó thì ví dụ như mình cần tìm hiểu các cái điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương, rồi xem xét các cái quan điểm và cách nhìn vấn đề của các cái nhóm người dân khác nhau, hoặc là tìm hiểu văn hóa của địa phương, hiểu được phong tục, tập quán và giá trị của nó, chứ không chỉ là xuống đó và áp đặt các cái chương trình can thiệp, mà mình phải phối hợp làm sao nó phù hợp với cái phong tục cũng như là tập quán. Rồi nắm bắt được các cái mối quan tâm của các cái nhóm khác nhau trong cộng đồng. Ví dụ như là các cái nhóm thu nhập cao thì người ta sẽ có cái quan tâm như thế nào, những cái nhóm người dân lao động thì người ta có những cái mối quan tâm, hoặc là có những cái kỳ vọng ra sao, ví dụ thế, hoặc là họ có những cái mong muốn như thế nào. Đó, nhận ra thế mạnh, điểm yếu cũng như các nguồn lực của các cái đối tác để mình có thể phối hợp cho nó phù hợp trong các cái chương trình hoạt động của mình. Rồi tìm hiểu các cái mục tiêu hoặc như cũng như là các cái sự mong đợi của các bên khác nhau. Khó khăn khi mà xây dựng mối quan hệ thì nhiều khi là nó cần phải đòi hỏi sự thời gian và nguồn lực, giống như là cái nguyên tắc và cùng ăn cùng ở cùng làm á, thì phải đòi hỏi là phải có thời gian, nhiều thời gian, rồi nguồn lực nữa, vừa người vừa tiền nữa, rồi cơ sở vật chất nữa, để mà xây dựng một mối quan hệ tốt với cộng đồng trong các cái chương trình phát triển cộng đồng thì cần phải đòi hỏi thời gian và nguồn lực. Ngoài ra thì việc giao tiếp với các cái đối tượng khác nhau, nhất là các cái nhóm dễ bị tổn thương ấy, thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, hoặc là những cái nhóm mà đặc biệt. Hoặc là những cái nhóm người mà như là các cái nhóm đối tượng bị HIV chẳng hạn, hoặc là các cái nhóm LGBT chẳng hạn như thế, khi mà các bạn làm các cái can thiệp cộng đồng ấy, thì cái việc giao tiếp của các những cái đối tượng này thì nó mình cần phải quan tâm hơn, và thường nó hay gặp khó khăn và thiếu sự tham gia của các cái bên liên quan ở địa phương. Thì nếu mà không có sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương thì thực tế là khi các triển khai các cái hoạt động ở dưới cộng đồng nó gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như những người hỗ trợ hoặc những người chỉ đường, vì sao các bạn làm các cái hoạt động của Y5, Y6 khi mà các bạn muốn xuống dưới cộng đồng thì các bạn sẽ phải có người người chỉ đường. Nếu mà không có cái sự tham gia của các bên liên quan, ví dụ như là trạm y tế chẳng hạn, không có sự hỗ trợ của trạm y tế, hoặc không có sự hỗ trợ của các cái cô cộng tác viên dân số hoặc là những người cộng tác, thì các bạn rất là khó tiếp cận được với cộng đồng ở dưới. Các bạn đến nhà người ta sẽ không tiếp các bạn, ví dụ như thế. Nên là khó khăn khi xây dựng các cái mối quan hệ với cộng đồng đó là sự thiếu tham gia của các cái bên liên quan ở phía địa phương. Rồi kỹ năng của người phát triển cộng đồng còn hạn chế, ví dụ như thế, kỹ năng giao tiếp, rồi kỹ năng phỏng vấn chẳng hạn, nó vẫn còn có nhiều hạn chế, thì nó cũng khó khăn khi xây dựng các cái mối quan hệ. Đó, thì ở đây có một số các cái gợi ý thì các bạn có thể xem một số gợi ý để mà xây dựng được cái mối quan hệ cộng đồng nó tốt, hoặc là xây dựng các cái mối quan hệ khi các bạn sau này các bạn đi xuống làm Y5, Y6, hoặc là sau hơn xa hơn là các bạn làm việc với bệnh nhân của các bạn, ví dụ như thế. Thì đây là một số gợi ý để làm sao mà mình có thể là tạo một cái mối quan hệ tốt với cái cộng đồng mà mình đang cần hướng tới.
Ở đây thì là một số các cái hình ảnh khi mà đi xuống dưới cộng đồng, thì thực tế đấy các bạn có thể thấy là ở thành phố thì các bạn sẽ không thấy, thế nhưng mà khi xuống nông thôn thì đường xá lầy lội hoặc là đất đường đất như thế này, thì nếu mà các bạn mà đi dép cao gót chẳng hạn như thế thì nó rất là khó khăn cho các bạn đúng không, hoặc là mặc váy chẳng hạn như thế, thì thực tế là khi xuống cộng đồng thì người ta thường là mặc quần dài rồi đi giày đó, thì nó phù hợp với đi cộng đồng. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy có sự tham gia của những cái người địa phương ở dưới cộng đồng hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Ví dụ khi các bạn xuống cộng đồng thì xe cộ hoặc là người ta thông thuộc cái địa bàn đó thì là cái người địa phương dẫn đường, ví dụ thế, người ta hỗ trợ cho các bạn từ các cái thiết bị đi lại, rồi ví dụ như người dẫn đường chẳng hạn như thế. Đó, đây là những cái nơi mà có thể là vùng sâu vùng xa đi vào rất là khó khăn đó, thì đây là một số các cái kỹ năng làm việc với cộng đồng khi mà các em xuống dưới cộng đồng làm việc, và cũng là một số các kỹ năng mà người ta chia sẻ trong các cái hoạt động về phát triển cộng đồng nói chung. Đó. Thì các bạn buổi học hôm nay thì đến đây là kết thúc, thì rất là xin lỗi trong cái quá trình dạy thì nó có gặp một số các cái vấn đề ha. Cảm ơn các em đã ngồi đến 6 giờ để tiếp tục bài học. Rồi cảm ơn các bạn. Rất mong là cái kiến thức mà cô chia sẻ ở đây nó hỗ trợ cho các bạn trong cái kỳ năm Y6 sau này, và cũng như là trong cái quá trình công tác làm việc của các bạn sau này nữa. Rồi cảm ơn các bạn ha. Rồi chào các bạn.